Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin FBNC tối 15 tháng 11 năm 2017. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý sau. Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ vay vốn cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 12. Sân bay Tân Sơn Nhất tăng giá trong giữ xe áp dụng tính theo giờ Thưa quý vị, chiều 14 tháng 11, với tỷ lệ 88,39% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 753.400 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng. Trong đó dự đoán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Nhiệm vụ thu chi ngân sách của nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương giao cho từng bộ phận, cơ quan khác của trung ương và từng tỉnh, thành phố và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố đó. Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ, còn tồn động xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi. Tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, hạn chế tối đa việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bàn giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị chịu thiệt hại từ bão số 12. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, riêng đối tượng thuộc Nghị định 55 về chính sách tín dụng, thì toàn tỉnh có 5.070 khách hàng bị thiệt hại, chưa nợ vay hơn 1.192 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng thiệt hại ước tính là khoảng 589 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khẳng định quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo cho các ngân hàng thương mại xem xét phương án sản xuất kinh doanh của các đối tượng để tiếp tục cho vay không vì lý do đối tượng còn nợ mà gây khó khăn cho việc cho vay mới. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, bước đầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cho vay mới nhằm khôi phục sản xuất cho 94 cá nhân, một doanh nghiệp, tổng vốn là 43,9 tỷ đồng, cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lại vốn vay, lại quá hạn cho 21 cá nhân. Bộ Công Thương hiện đang hoàn thiện dự thảo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017, theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, và theo bộ này, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể. Theo dự thảo này thì giá điện được chia làm 6 bậc. Điểm mới của dự thảo này là mức giá của mỗi bậc thang được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá bán lẻ điện bình quân. Khác với biểu giá điện có mức giá bán lẻ cụ thể tính theo đơn vị đồng kWh như hiện hành. Dự thảo cơ cấu biểu giá điện bán lẻ được đưa ra nhằm định hướng cho sự điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân khi có giá bán lẻ điện bình quân thì sẽ có giá bán lẻ điện áp dụng cho từng bậc thang theo tỷ lệ phần trăm trên. Hiện tại thì giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức là 1.622 đồng 1 kWh. Về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN để áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang. Theo bộ này, thì đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này. Hiện nay, thì Bộ Công Thương cho hay đang hoàn thiện dự báo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Tác động không đáng kể tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã vừa đồng ý với đề nghị dừng triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia của Bộ Công Thương. Điểm đặc biệt trong đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh bia do Bộ Công Thương xây dựng chính là vấn đề dán tem trên sản phẩm bia nhằm tăng thu ngân sách và ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Số tiền các doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra để dán tem cho sản phẩm bia hàng năm dự kiến vào khoảng 1.700 tỷ đồng Ước tính của Bộ Công Thương cũng cho thấy việc dán tem bia giúp cho ngân sách nhà nước tăng lên khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đề xuất đã bị phản đối mạnh mẽ. Hiện năng lực sản xuất của hơn 100 cơ sở sản xuất bia tại Việt Nam là hơn 4 tỷ lít. Với việc dán tem bia lên sản phẩm, ước tính gần 4 tỷ lít bia, tương đương 12 tỷ sản phẩm cần dán tem hàng năm, sẽ khiến gia tăng chi phí và mất thêm nhiều nhân lực, vật lực không cần thiết. Với việc dán tem bia lên sản phẩm, ước tính gần 4 tỷ lít bia, tương đương 12 tỷ sản phẩm cần dán tem hàng năm, sẽ khiến gia tăng chi phí và mất thêm nhiều nhân lực, vật lực không cần thiết. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 6003 về giá dịch vụ trông giữ xe tại nhà giữ xe ở ga quốc nội thuộc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, thay vì tính giá theo lượt, nhà giữ xe này sẽ tính giá giữ xe theo giờ. Cụ thể, giá giữ xe máy, xe điện dưới 4 giờ là 6.000 đồng một xe một lượt. 4 giờ tiếp theo là 6.000 đồng, trên 8 giờ tiếp theo là 10.000 đồng và 200.000 đồng một xe một tháng. Giá giữ ô tô từ 4 chỗ tới 8 chỗ, 90 phút đầu là 30.000 đồng một xe một lượt. Trên 90 phút đến 24 giờ là 10.000 đồng một xe một giờ. Trên 24 giờ 75.000 đồng một xe 12 giờ và 2 triệu đồng một xe một tháng. Ô tô từ 9 tới 29 chỗ thấp nhất là 40.000 đồng một lượt, cao nhất là 150.000 đồng một lượt. Ông Phạm Văn Châu, Phó giám đốc công ty cổ phần TCB, chủ đầu tư nhà giữ xe ga quốc nội cho biết sau một năm hoạt động, công ty liên tục thu không đủ bù chi do giá giữ xe quá thấp, trong khi tổng mức đầu tư cho dự án khoảng trên 600 tỷ đồng. Do nhà xe ở khu vực đặc thù nên việc yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera an ninh, lực lượng bảo vệ phải được đầu tư rất kỹ lưỡng. Chưa kể, chất lượng dịch vụ đòi hỏi cũng phải cao hơn, các bãi giữ xe ở bên ngoài nên chi phí cao. Vì thế, cuối tháng 9 vừa qua, công ty cổ phần TCB có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tăng mức giá dịch vụ trong giữ xe. Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 342.060 tỷ đồng. Đây là số tiền mà chính phủ dự định vay trong năm nay. Cụ thể là theo kế hoạch vay và trả nợ mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thì trong năm nay chính phủ sẽ vay trong nước là 243.300 tỷ đồng và vay ODA ưu đãi nước ngoài là 98.760 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của chính phủ năm 2017 là 260.150 tỷ đồng. Trong đó thì trả nợ trực tiếp của chính phủ năm 2017 là 242.900 tỷ đồng. Trả nợ cho các dự án cho vay lại là 17.250 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính giả soát lại sự cần thiết và hạn mức chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ, giao ngân hàng nhà nước Việt Nam giám sát việc vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được phê duyệt. Trong phần tiếp theo của bản tin, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Giới công nghệ nước ngoài hoài nghi về việc BKAV hack được Face ID của Apple. Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 7 quý liên tiếp, triển vọng rất tốt.